오른쪽에 이렇게 보면은 골반뼈 위에 똥도 위에 나와 신장 근데 없어요. 자 여기 다리 조금 펴고 이거 딱 지나보겠네. 저게 딱 붙었네. 이건 내 너무 매커. 조금만 사람은 3년 혈액이 좋아진 거고 이 사람은 5년 목매자 이런 식으로 갑상선도 오랫동안 꾸준히 먹으면 다른 데도 좋아지지만 갑상선도 좋아져요. 저는 목차가 있어 앞에는 갑상선은 어? 없어? 여기에 있어. 이렇게 이제 편지들이 요거는 요 그게 이렇게 이제 편지들이 많이 와요. 이 편지에 보면은 이 사람은 뭐 수술을 여러 번 한 사람인데 갑상선으로 암이 있었다. 근데 먹고 좋아졌다고 편지가 온 거예요.
em lúc đầu em không có biết nhiều về sản phẩm này đâu, nhưng khi mà được giới thiệu với em rồi, sau là ra lúc đầu em cũng đi mà em đi nó hai cái thôi, em đi thì cái thành quả thế nào em mà được tiêu hóa và táo bón tăng lên là cái này là một tuần thì em đi hai lần, rất là có vấn đề. Thì không chỉ là cô chú giới thiệu thêm sản phẩm này, cô chú bảo là cứ thử uống đi và tin vào có hiệu quả cũng sẽ biết ngay, nên là em cũng rất là người em uống này thì cô bảo là chị bảo sao cũng da cũng đẹp này, tại vì sau khi mà tiêu hóa nó tốt chị ạ, thì là mình hấp thụ được sản phẩm và thời gian đẹp hơn. Đấy là hai cái minh chứng. Còn tất nhiên là trong có rất nhiều người bây giờ trồng trong nhà lạnh và phải có môi trường nó sạch sẽ, trong lành, đúng là phải dùng từ là sạch sẽ trong lành tinh khiết thì mới sản xuất được cái nấm này. Cái nấm này màu nó màu nhìn màu thực tế bên ngoài nó màu trắng tinh khiết luôn. Nếu như không đảm bảo cái quy trình mà về môi trường sạch sẽ thì không bao giờ có cái nấm này được. Đây là cái nấm sản phẩm lên men. Thì khi mà chị ăn ấy, ăn thì ban đầu ấy, lúc đầu em ăn thì chị em thấy nó khó lắm, bởi vì mình không ạ, lúc đầu em cũng tưởng nó nước mình mong là có dạng kiểu dạng dạng có, nhưng mà chị thử ăn thì chị cảm thấy nó có giống em, lúc đầu em ăn em hơi khó nhưng khó ăn, nhưng mà khi ăn thì thấy nó sẽ có cái vị chua chua thì mang như là trên men. Ôi chị tưởng sao hả dạ? Vâng, pha thì nó không hòa tan được chị ạ, bởi vì là nó là dạng hạt cốm to, nó không phải là dạng bột đâu chị ạ. Để hết được thôi. Con bán năm nó không còn thế luôn nhỉ? Chú bảo là chú được gặp chị và chị cùng gặp chú, đấy là một may mắn. Yeah.
Cô không dùng mỹ phẩm đâu chị à, cô dùng mỗi son lên kem chống nắng thôi. Cô là bằng của mẹ chị đấy, 55 đúng không? 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 Cô bảo là sao thành cái dao dao của mẹ chị, cái dao của cô nhìn cho có đẹp hơn không? Thank you very much.